Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Trong clip ngày hôm nay, bên mình sẽ test sức mạnh của chiếc mạch súp BW ở đây. Cái mã này thì bên mình mới giới thiệu ở clip trước đó, thì chưa có test, thì trong clip này mình sẽ test. Và mình sẽ test là mình test với con bát súp từ 190 côn 75, anh em nhé, bát 30 từ 190 côn 75, tí mình quay kỹ hơn. Và cái con mạch này thì mình cũng quay lại sau. Và khi anh em mình dùng cái mạch này ấy, thì cái đây là cái nguồn vôn nó tự động, thì anh em mình ấn nó xuống nhá, gạt nó xuống như này, ấn nó hai nút này, ấn lên và ấn xuống, thì anh em gạt nó xuống như này, anh em dùng thì nó hiệu quả nhất. Và bây giờ mình sẽ quay anh em mình xem thực tế này, mình sẽ dùng một cái điện thoại nhá, test bằng cái điện thoại này, cái dây bằng cái điện thoại luôn nhá, đấy cắm dây điện thoại này, từ điện thoại ra này. Và mình chỉ cần, đây là volume này, đó, mình cần nick một tí lên này, rất là khủng khiếp này, đấy một tí anh em này, đó. Sức mạnh một tí lên thế này này. Sức mạnh bây giờ một tí nhá, mới gạt lên có một tẹo luôn. Đây mình sẽ dành xem giúp này, gần anh em mình xem cái sức mạnh của con này. Phải nói là công nghệ trầm con này là sức mạnh lớn này, mình phải công nhận điều đó. Đây anh em xem này, mới có một tẹo luôn nhá. Đấy, cái mũi tên nhọn này một tí này, tắt này, đó tắt xuống đây, cầm cho bên đây này, chưa 9 giờ mà nó đánh rất là khủng khiếp này. Mà test qua điện thoại nhá, tất nhiên là cái sức mạnh của điện thoại thì nó cũng chưa được khủng khiếp mà nó thế này rồi, rất là tốt. Bây giờ mình chỉ cần nhích nó lên nhá, khi mình nhích như này thì tiếng nó sẽ phè phè do cái nắp châm nó đập xuống đất này, anh em mình nghe nhá. Đấy, đó mức mic lên tầm này nhá, nữa là 12 giờ này, đấy cạnh cạnh cái đất rồi đấy, cái nắp châm cạnh cái đất rồi. Cái bà rung này, này. Đó, anh em thấy cái màn này. Cái trầm này thì anh em mình phải lên thùng thì nó mới nghe được hết tiếng động đó. Đây mình sẽ quay cho anh em mình xem cái mạch này. Đây là chiếc mạch mới 100%, tắt nguồn đi này. Mình xin nhắc lại một lần nữa là anh em mình lúc dùng cái mạch này thì cái nút auto này anh em ọp nó xuống nhá. Chữ on này, ọp nó xuống, chữ on này, ọp nó xuống. Còn cái pha này thì anh em mình có thể gạt lên là xuống theo cái độ đúng pha của nhà mình. Anh em gọt nó xuống như này, cái này. Còn cái body quizzer vừa rồi mình để một nửa 50 và 200 hertz, để một nửa này thì rơi khoảng tầm 125. Đây cái mạch này đây, cái mạch đã quay cho em được trước đó rồi. Mạch chạy 2 sọt tô và chạy 2 con tụ 4700 mi của Daewoo, 2 sọt tô, nguồn xuyến. Những cái mạch này thì kích thước mình cũng báo lại cho anh em mình có vào việc này. Kích thước của nó là chiều ngang là 22 như này, và chiều cao là 28, chiều cao là 28. Và cái độ sâu của cái mạch này anh em cũng khoét tầm 11,5 cm nhé, cái độ không chứa mạch ấy. Thế anh em nào vừa thì nó tốt nhất là đang là 11, nhưng cái tối ưu nhất là 11,5 cho nó thừa 5 đi. Còn trong trường hợp thì anh em cái mạch cũ nhà mình nó đang 11 hoặc là 10, cái ô chứa 10 thì anh em mình có thể là sao, mình có thể là kê lót thêm một cái lẹp gỗ cao khoảng 1 phân để bắt nó vào thì mới được nhá, mình xử lý. Và cái mạch nào mà ngày xưa ấy, nhà các bác có cái mạch kích thước là 22 nhân chiều cao 25 thì nó cho vào đây đang hơi cấn, thì anh em hãy rút bỏ cái này ra này. Mình bảo anh em nào có sở hữu đây, rút bỏ cái mạch cái dây này ra là một này. Xong rồi mình tháo cái đoạn này ra, tháo cái vế này ra này. Tháo cái vế này ra. Thì nó bắt được thêm 4 phân nữa cơ, 4 5 phân nữa cơ. Đó anh em thấy này, 4 phân nữa cơ. Thì là thoải mái đắp vừa cái mạch 22 nhân 25 anh em nhá. Đó, đây là những nhà bác nào có cái mạch cũ đập này, ngày xưa đập đầu cái đây khoảng tầm 3 4 năm trước hay có mạch đó. Và đây là bát, mình sẽ quay cái bát cho anh em mình xem luôn.
Và đây anh em quan sát kỹ đây, là chiếc bass súp đây, JBL từ 190 nhá. Anh đo anh em xem, từ 190 và côn 75, dòng bass súp 30. Còn bass này thì bán nhiều rồi, anh em nào có mua dòng này mình nhiều thì biết, quá ưng là sản phẩm đúng không ạ? Thì mình cũng báo giá luôn cho anh em mình biết cái mạch này, mạch BVK đang có giá bán là 900.000 đồng một mạch và được bao ship luôn. Còn bát thì có giá là 1.1 triệu một bát anh em nhé, một cái này. Mọi thông tin về sản phẩm hoặc anh em cần tư vấn xin gọi điện trực tiếp cho bên mình qua số máy 0904 612323. Và xin chào anh em.